nhìn đó. Hai mày ăn đi. Dạ. Chào các bác, hôm nay anh em chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình đi khám phá những miền đất mới. Hôm nay xin giới thiệu các bác, đây là một ngôi chợ rất độc đáo, họp vào các buổi chủ nhật hàng tuần. Đó là một chợ hàng ở Hải Phòng. Hôm nay chúng tôi sẽ ra đây mua một ít cá cảnh về để thả và có thể là mua một con chó nữa. Các bác hãy cùng chúng tôi đi khám phá ngôi chợ độc đáo này nhé. Bây giờ anh em chúng tôi vào đây đi mua cá. Đây là cá thần tiên này. Chú đi rồi á, mua cá rồng à? Làm con mày nuôi không? Đây là con gì nhỉ? Trạch à, trạch cái gì vậy? Trạch. Trạch. Con chê ấy là chê cảnh. Cái đắt phết. Đây không là chê gì. Cá này ăn lẩu được không hả anh ơi? Hả? Cá này ăn lẩu được. Chú xem có clip anh nấu lẩu con này đấy. Hai con này có 6 người ăn được, hai hết được. À được. Hả? À đâu ơi. À, xem này con cá này độc này. Con này có chữ cá này, cá I love you này. Ôi, cái này tự xăm này. Chưa? Tự xăm lên à? Con này vẽ lên mà. Vẽ lên à? Cá I love you. Đẹp. Các bạn trai gái mua lấy mấy con cá này về tặng người yêu là hơi tuyệt vời. Anh như này lần đầu được đi chợ hàng mua cá. Mặt rất là sung sướng. Đây là cá koi Nhật Bản, chép Nhật hay gọi là cá chép Nhật, cá koi Nhật Bản. Đó, đẹp chưa? Đây một đàn cá nhỉ, cá chép Nhật Bản. À, cá rồng con này. Con này phải hơn triệu con. Hơn triệu con. Con này mấy trăm? 800 trăm. Đây là hãng con này. Cả là hãng con. Cái đầu thiếu, đầu càng to thì càng nhiều tiền. Con đá này chưa to lắm, cũng được. Con này biếu to lắm. Ôi giời, nhảy đất. Hai mày ăn đi. Dạ. Hai chân bẩn không? Không, em có cho vào đâu? Không cho, người ta không đồng ý nữa. Không, cháu không cho, cháu xưa rồi mẹ. Đấy, cá rồng. Đấy, cá rồng không em nhá. Dạ. Con này to phết. Cá này cũng đĩa giống nhau mà. Mua con đĩa màu xanh này cũng được. Đây là cá bảy màu à. Cá kiếm này. Cá thần tiên bé tẹo. Đó là thì em mua thêm con cá trọi này. Được. Hỏi bao tiền con cá trọi? Màu xanh à. Hình như là trước nhà mình cũng mua là cá trọi nhà này này.
có màu xanh kìa đẹp này. Mua hồn lạch bên này. Trông trông kiểu như là nó lai cá trội. Bao nhiêu đôi cá này anh ạ? 15 nghìn. Ba gà anh ạ. Cá này gọi là cá mầy mồng. Thế có màu đỏ, màu đỏ nhạt kia nhá, màu đỏ nhạt là cái gì đấy? Ừ. Cho 10.000 cá. 3 đôi à? Đây cá chọi, chọi cái. Bao tiền một đôi? Hả? Lấy 3 đôi đi. Con ánh ánh à? Đấy con đấy. Con này có rồi, màu xanh rồi thôi. Có con nào ánh ánh à? Ánh hai màu, ba màu cơ. Đấy đấy, ủa được. Màu xanh là cây. Đẹp quá. To quá như này. Đấy đây. Cá 7 màu á. Cái đấy có 10 nghìn. Con ở góc hết 10 đôi đã thế. 5 nghìn đấy đấy. Đấy. Tham nghiệp cát đi. Đây là toàn cá thả. Hả? 10.000. 5.000 con làm con. À, có tiền lẻ đấy. Bao nhiêu? Được rồi, không đủ. À không đủ à? Nhiều tiền quá rơi. Đó. Đây là chọi đây thì đó. Nó sắp đẻ rồi. Về nó đẻ là được. Bên này anh nuôi nó đẻ. Không cần mua đâu. Mấy con chọi. Đau rồi. Con này vì con này ung thư đầu giai đoạn cuối. Đầu to không? Người đâu? Con non nhảy đến đớp máy ạ. À? Máy quay ạ. À? Trong đây là chuyên nhà này chuyên cá La Hán. Đây một dãy là cá La Hán. Con này bây giờ rơi khoảng độ 2-3 triệu con. Đấy, rất là đẹp. Cả dọc đây là toàn cá La Hán. Cá đĩa là chắc khoảng đến 400-500 nghìn một con. Cá này một thương nó to rồi. Cá rồng loại này thì cỡ này chắc phải hơn 1 triệu. 1,5-2 triệu. Con đi. Cá lông gà. Cá lông gà. Một cái lông gà. Ở dưới này gọi là con cá lông gà. À, bây giờ anh em chúng tôi ra khu vực chợ bán các loại chó mèo. Ở đây rất nhiều là chó mèo đủ các loại. Cả chó Tây, chó ta, mèo Tây, mèo ta rất là nhiều. Chúng tôi dự định sẽ mua một con chó.
hoặc là một con mèo gì đấy. Định mua chó à? Thanh niên là chưa người yêu mua chó này 100 à? Đây chó ta. Ngoan nhỉ, nó có nằm một chỗ nhỉ? À? Đây là rất nhiều loại chó. Đây là khu vực này là chó ta. Khu vực này chó ta. Chó kêu. Đây là mèo. Thanh niên mua mèo. Con này con mèo 34 à? Hả? Con mèo Mỹ, con mèo 34. Mèo gì đây? Mèo 34 là mặt nó gì? Mèo Mỹ là môi đỏ, mắt xanh. Có vẻ rất am hiểu, cô rất am hiểu về mèo. Không mua à? Ăn được cơm bình thường. Hôm nay đi không gọi thế nào thế à? Nghỉ ơi, đi làm chỗ khác rồi. Đi không gọi. Ngày cuối tuần rất là đông. Cho bạn phục nha. Là một triệu nào. Em mua được đâu cái loại chó như không. Này mà ấy, anh biếu em mấy con. Thôi bạn ấy nhiều quá. Thì đây. Con mèo gì đây? Con mèo này giống mèo nhà chú nuôi đúng không? Ông làm mong mèo đây bán đi. Ở chợ hàng này bán rất là nhiều chó mèo. Con mèo này là 300.000 con. Con màu phần nó đẹp rồi. Hả? Con màu phần nó đẹp. Con màu kia là màu gì? Đây màu tự nhiên hay nhuộm? Không, màu tự nhiên. Đầu lớn mấy mắt đang đẹp. Ôi, chó ai đẹp quá. Ôi, mà lại xinh chưa? Đây chó cái. Người lâu đỏ thì không đẹp. Đây chó cái cho được. Nhìn mặt ngây thơ đó là chó cái hả? Con này con lai hay sao nhỉ? Con này lai. Đây chó Bắc Hà. À chó Bắc Hà. Mặt buồn đấy nhỉ? Mèo ấy sung. Chó sung. Tiếp cận cả mình. Ghê gớm nhỉ? Nào các bạn này ghê gớm quá. Quay mặt đây nào. Đâu con này anh đá này. Đây các bạn. Em đang đi xem mèo ở phòng ấy. Có mèo rồi. Đúng cơm, đúng cơm. Ăn bụng vừa ăn bụng. Ui à. Cho ai ạ? Khu vực Tân Biên thì em không rõ đâu. Em hay mang ra cái chỗ đền Yên Hòa ấy. Yên Hòa nó có một chỗ nó chờ chuyên chăm sóc hình như. Em không nhớ được địa chỉ đâu. Nhưng mà nếu mà ấy không thì để em về nghe về Hà Nội thì mình đó. Con này đẹp à. Con này là nhiều cục. Con này thò đầu ra. Con mèo này. Ở đây. Say xưa lắm nè.
làm được ngay này. Này, vuốt vuốt này vẫn ngủ say sưa này. Đấy, say. Chó này vẫn ngủ say sưa này. Chó đấy là vẫn ngủ à? Ờ. Say đấy nhỉ? Bán chó xinh chưa? Mà nó có trồng lọc con teo em ạ. Nhưng mà rất ghê gớm. Này. Này bé. Đúng rồi chó gì? Alaska. Alaska bé. Nhà rộng mua này mày nuôi. Bà đi là gì? Em là gì ra? Châu châu đen đúng không? Châu châu đen đúng không? Châu châu này mũi đen. Đâu em anh, em bê cho anh chụp kiểu con chó ấy. Đang hóng cái gì ở đấy? Đang hóng cái gì dưới đây? Đồ ăn, đồ ăn. Nhà nó phải thích mèo hơn là thích chó đúng không? Rách luôn, còn bép dê. Bẹt dê tỏ thế. Alaska. Này là Alaska. Ôi, cúc. Con này to, con này nhiều không? 25 cân. Cả chó cả mèo. Con này là bao nhiêu chị? Con này đói quá đang đói ăn. Đà. Cúc 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 dành chó xấu nhất thì đây. Đây có là mèo ba tư rất đẹp, này hơn 2 triệu con. Nhìn đây nào. Được. Hai con chó đánh nhau. Mời con nào chưa? Về rồi. Rồi, chào các bác nhé.